Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay sẽ xem sức mạnh của pet mới nha bạn. Con đại đại vương. Thì đây là một pet free nha. Các bạn có thể đổi chỗ này nè. Rồi. Thấy không? Thì đổi bên cái điểm này là cái điểm đội đua. Thì các bạn nên vào đội đua nha mới tích được cái điểm này. Ngoài ra thì cái điểm này các bạn có thể đổi được con pet đại tiên dương lực và lục lực đại tiên. Những pet đó mình đã review rồi, tại vì là con đại tiên dương lực rất là mạnh đó và những cái phần thưởng rất là nhiều luôn. Bạn nào chưa đổi thì vào đổi đi nha, miễn phí mà. Mình vậy, pet này đã max cấp rồi nên mình không nâng nữa nha. Bạn chủ ăn nâng max rồi. Đại vương này là một nghệ sĩ chơi nhạc các bạn. Ngầu đấy. Nó chỉ có cái cơ duyên và đạo cụ với con đại tiên nhân lực thôi. Cơ duyên tốc độ chưa có nha. Ok, chúng ta đến với bộ kỹ năng con bé này nha bạn. Thì kỹ năng đầu tiên thi đua thì nó sẽ hỗ trợ tăng tốc thêm 8,5%. Bé free nên nó hơi thấp một xíu. Skill đạo cụ thì 40% miễn dịch vỏ chuối. Thì là có nghĩa là khi bạn đạp vỏ chuối á thì nó có tỷ lệ miễn dịch. Nghĩ là skill đạo cụ này không mạnh lắm, không mạnh lắm. Skill 3 tốc độ này. Khi dùng búa tiếp đất thì 45% giúp trong 5 giây tốc độ tối đa cơ bản cộng 6 km/h. Wow, các bạn thấy không? 6 km/h là rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà nó tác động hơi thấp xíu, chỉ có 5 giây thôi. Búa tiếp đất 45% tỷ lệ thì mình nghĩ cũng cao đấy. Nhưng mà những cái map bè nhiều thì nó phát động tốt đấy. Bet này thì nhìn cũng biết là búa tiếp đất thì phải map bè rồi. Ok, ta vào đua nha, xem sức mạnh của nó nha. Không luôn các bạn, tỷ lệ các bạn tiếp đất bắt đầu rất là cao này, còn bay này chắc chắn bắt đầu đóng luôn, xe nó đốp lên được 313 các bạn, còn 6 km nha. Con xe này dễ nhìn lắm bởi vì con này đổi hướng không giảm tốc mà xe đốp cơ bản nó 307 á. Tập ta vậy rít trượt cái bút cha nó toàn nó động nhiều vậy, cái map bay như liên tục như này rất mạnh luôn á. Hai cái tia bét nó thì không trông chờ nhiều. Bét hồi đây là mình biết cái tia nó như vậy à. Sao mà nó đậm và bự được như bét kim cương hay là bét sân được, nhưng mà hai cái chuôi cũng đẹp, hai cái chuôi nó hình cái đàn á. Ngon lành lẹn. Bét khẻ đấy các bạn. Bét free mà được như vậy là quá mạnh luôn á. Chứ không phải là yếu đâu các bạn. Bét free mà phát động cửa này chậm tốc độ nhiều cửa này là quá mạnh á. Yeah, đúng đúng. Ui, chạy mấy cái map kiểu này bay liên tục kiểu này chạy bé này đúng mạnh luôn á. Đã vớt
bạn nào mà chơi thì mình nghĩ các bạn nên đổi con này với con đại tiên dương lực luôn. Nhưng bạn chơi Fury á, một con chạy đường trường, một con chạy mắt bè lị bài luôn. Con này mình đánh giá thì chắc mạnh cũng phải tầm cỡ con Best Speed Bug các bạn. Có khi hơn nếu những cái map B liên tục như thế này, rồi tốc cộng tốc độ quá nhiều mà. Nhưng mà con Best Speed Bug thì nó vẫn nhỉnh hơn, bởi vì nó phát động nhiều và một cái nữa nó chạy đường trường được nữa. Cấm thời vô 11 à. Giờ là vô 11 là như phép vật luôn á. Họ đáng nha. Giật lẹ cho bạn. Đây luôn. Này phớt. Cái thằng trẻ thì còn thấy con bé này mạnh to. Dòng lên là kéo thịt khai bút rồi. Bé này tác động 5 giây à? Nó mới tác động tầm 7-8 giây là bá chủ mất bê luôn á. Mày đùa đâu. Trời ơi, đúng cầm ô tô nó tông tội luôn á. Tao không còn mình đi chơi nào luôn. Chạy sao? Đối xử như mình như một con súc vật mà. Cái tao sủa lên từ bãi co nha. Ứng lên cầm một tô chứ không biết. Ồ ghê. Các bạn thấy không? Đua mà lỡ khúc đầu mà bị tông là khổ lắm. Bởi vậy cái con Edwin đó, nó đưa ra anh bá là vậy. Thì trước qua dũng lỡ Edwin thì cực âm rồi. Không được rồi. Trước chạy cũng cứng quá. Mày này như quen. Nhờ trước tên tên nếp rô sau. Cái này với xe này hộp nè. Hai skill tác động ngắn như nhau.
mà phát động thì cũng nhiều. Này kêu luôn tốc độ bao cao. Kéo nha. Tạo quá. Kéo luôn nè. Ok thì chắc clip cũng đến đây thôi nha. Các bạn xem thích thì nhấn like ủng hộ mình nha bạn. Các bạn nên vào đổi bet đi nha, bet rất là mạnh luôn đó nha. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau nhé. Bye bye. Nhớ nhấn đăng ký kênh nữa đó.